Bông Sơn Hoa, em làm trò gì ở đây? Không có gì đâu anh, em đang tham quan nhà thôi. Thế rồi em nhìn thấy khung ảnh đó, em lại thấy đau lòng. Dù sao em cũng không nên vào đây. Chị Kiên mà thấy thì lại nổi đoá lên đấy. Ra ngoài đi. Làm trò gì trong phòng tôi thế này? Sơn Hoa, đồ dơ bẩn này. Dương Chê Kiêng, cô phết mật vào phòng tôi à? Sao cứ động cái là vào phòng tôi rồi làm trò gì thế hả? Còn làm gì nữa? Cô không tin tưởng chồng cô đến thế cơ à? Sao dám động tay với cả chồng? Anh có sao không? Này, thôi đi, bỏ ra. Hôm nay tôi biết lý do cô lảng vảng ở phòng tôi rồi. Có vẻ như cô muốn xem tôi và anh Sang Hiếp sống hạnh phúc thế nào. Đấy, xem đi rồi ghen tị. Ghen tị ư? Tôi chỉ thấy cô đáng thương thôi. Không tin tưởng chồng mình đến mức nào mà lại tát chồng ngay trước mặt vợ cũ. Cô lo đến thế cơ à? Cô cũng thật đáng thương. Giờ cô hênh hoang quá nhỉ, định nọt mẹ tôi. Mò đến tận nhà tôi rồi gây ra mớ hỗn độn này. Cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô ư? Cô đang nói cô đấy ư? Phải rồi, hiểu thế cho xứng tầm của cô. Có đứng lại không thì bảo. Thôi đi, nếu mẹ nghe thấy thì làm thế nào? Anh về rồi mình ơi. Vâng, anh về rồi à? Mire đấy hả? Vào đây đi. Phu nhân vẫn khỏe chưa ạ? Ừ, hôm nay mẹ con mặc đẹp quá. Thật không? Thằng này cũng có mắt nhìn người cơ đấy. Có cả bông Sơn Hoa đến nữa này. Lại đây, Sơn Hoa. Sao cô Sơn Hoa lại ở đây? Hả? À, thì ra hai đứa biết nhau. Sơn Hoa, đây là Jun Jae-min, con trai cô. Ngày trước có làm thêm ở tiệm bánh Han Ốc nhỉ? À, còn đây là con dâu tương lai của cô. Mẹ, sao lại là con dâu tương lai? Không phải đâu. Chào cô. Vâng, tôi là An Mire. Anh Jae-min. Anh sao vậy anh Jae-min? Có chuyện gì à? À, thì ra anh ngại vì bị phát hiện làm thêm ở tiệm bánh Han Ốc. Tôi xin lỗi cô Mire. Anh Jae-min, hôm nay chơi trò gì rồi? Con tìm ai? Sơn Hoa bảo có việc nên vừa về rồi. Con đi có việc một lát. Này Jae-min, Jae-min, sao thế không biết? Sơn Hoa, em lại đến đây làm gì nữa? Sao em cứ thế này? Anh xin em đừng động vào Jun Jae-kyung nữa. Chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình đi. À không, anh xin em hãy quên anh đi có được không? Anh nhờ em đấy. Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi. Em đến vì phu nhân Juheran nhờ giao bánh tráng miệng. Còn chuyện vào phòng thì vừa nãy em cũng nói là em vào tham quan thôi. Thì thế, đừng chọc tức Chê Kiêng nữa. Em có níu kéo và bám theo anh đâu mà anh lại nói thế. Vì anh cứ để ý đến em nên Jun Jae-kyung mới nghi ngờ về quan hệ giữa anh và em. Anh mới là người
không nên bận tâm đến em nữa. Lên xe và đi đi. Nhờ anh giúp cho. Vâng. Về rồi à? Vâng. Nói chuyện với tôi đã, cô Sơn Hoa. Tôi không muốn nói gì hết. Tất cả là hiểu lầm. Tôi sẽ giải thích tất cả. Cô phải cho tôi cơ hội giải thích chứ. Chính mắt tôi trông thấy cả rồi. Còn cần giải thích thêm gì nữa? Tôi nên gọi anh là gì đây? Con trai chủ tịch tập đoàn Đê Cúc ư? Tôi chỉ muốn là Jun Jae-min. Thế nên tôi mới không thể nói ra. Không thể nói ra ư? Anh lừa tất cả chúng tôi rồi còn biện minh gì nữa? Trong khi bác, ông và cả anh Sơ Jun, mọi người ở đây đều thật lòng với anh Jae-min biết nhường nào. Tôi nói rồi còn gì? Đừng gắn cho tôi mác tập đoàn Đê Cúc gì cả. Tôi chỉ muốn mọi người coi tôi là Jun Jae-min thôi. Dù gì thì lẽ ra anh cũng nên nói rõ thân phận từ lúc em gái anh lấy Moon Sang Hiếc chứ. Vậy mà tôi không hề biết gì. Tôi xin lỗi. Đúng rồi, lẽ ra hồi đó tôi nên nói ra. Nhưng vì thấy cô Sơn Hoa quá khổ sở nên tôi không thể nói ra. À không, nói chính xác hơn thì là vì tôi sợ cô Sơn Hoa sẽ rời xa tôi nên tôi không dám nói ra. Những lời anh nói đều là biện minh. Anh biết rõ mối quan hệ của tôi với Jun Jae-kyung và Moon Sang-hyuk mà vẫn đứng nhìn. Anh làm tôi có cảm giác tôi thành đồ ngốc. Tôi xin cô đừng nghĩ như thế. Phải rồi, tôi thực sự xin lỗi vì không thể nói trước với cô Sơn Hoa. Thực lòng mà nói, tôi sợ tình huống này sẽ tới. Ngược dòng thời gian, vì không muốn nhận đãi ngộ đặc biệt trong quân ngũ, nên tôi đã nói dối thượng sĩ Be. Vì nút thắt đầu tiên đã như thế nên mới đành phải đi tới tận ngày hôm nay. Còn nữa, tôi thấy dần dần thích cô Sơn Hoa, nên tôi càng không thể nói ra. Thích tôi ư? Có cả vợ sắp cưới thì không nên phát ngôn tùy tiện như thế. Cô ấy chỉ là người bố mẹ tôi chấm thôi, không liên quan gì đến tôi hết, thật đấy. Tôi xin cô đừng nghĩ gì khác. Hãy tin lời tôi đi, được không? Anh biết rõ tôi bị bỏ rơi như thế nào rồi mà vẫn còn bảo tôi tin anh à? Người tôi căm ghét nhất là người như Moon Sang-hyuk. Nhưng anh cũng giống hệt anh ta. Cô Bông Sơn Hoa, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Con này là bà. Con này là xê biếc. Còn con xấu xí nhất đằng này là cô Bông Sơn Hoa. Anh ta không đáng để mày phải rơi nước mắt. Bông Sơn Hoa,
Mày đúng là không có mắt nhìn người. Lại cứ tin mỗi Jun Jae-min thật lòng. Tận mắt anh chứng kiến rồi mà vẫn bênh Bông Sơn Hoa ư? Lại định đứng về phía Bông Sơn Hoa có phải không? Cả hai hiệp sức còn chưa đủ sức vượt qua cửa ải này nữa là cả em, anh và mẹ anh đều đã lên cùng một con thuyền đấy. Anh biết. Đừng nói nữa. Vì em thấy bức xúc. Giờ là lúc chúng ta cãi nhau thế này à? Jun Jae-min thì mỗi ngày một leo lên cao, Bông Sơn Hoa thì khiêu khích em từng chuyện một và lấy lòng Ju Hae-ran. Em sắp phát điên rồi. Trong vụ của Bông Sơn Hoa, cả ba cùng hiệp sức còn chưa vượt qua nổi cửa ải này. Mà sao anh không chịu hợp tác? Anh tưởng anh hay mẹ anh vô tội trong vụ này ư? Tất cả cùng lên một con thuyền rồi. Nhưng sao anh chỉ khoanh tay đứng nhìn Bông Sơn Hoa đảo bới lại mọi chuyện? Vụ này ư? Hình như cô ta đã nói về vụ của bà. Nếu thế thì mẹ cũng cùng một phe chứ gì. Bông Sơn Hoa ấy, càng gặp em càng thấy có cảm tình. Con bé thân thiện và điềm đạm, không giống người khác. Không những thế, lại có vẻ kiên cường nữa. Hình như em quý con bé đó rồi. Trời đất ơi, làm món tráng miệng thôi mà sao cũng khéo tay thế. Em nghĩ công ty mình mà có một người như thế thì sẽ rất có ích. Anh có thấy thế không? Em nói thế cũng đúng. Nhưng có phải chuyện gì cũng theo ý mình được đâu. Con bé lại là học trò của thợ làm bánh lừng danh Bê Đai Bông. Đúng rồi. Đây là thiệt hại cô Moon Sang-mi đã gây ra cho công ty. Cô xem đi. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu, tỷ, mười tỷ,
Em phải trả hết số tiền này sao? Công ty đã xác nhận virus phát tán từ thư điện tử của cô Sang Mi rồi. Vì virus đó mà công việc bị đình trệ, tính cả thiệt hại gây ra cho công ty thì ngần ấy vẫn còn rẻ. Chị, em thật sự không biết gì. Em nói thật đấy. Chủ tịch ra chỉ thị tìm ra thủ phạm ngay rồi yêu cầu bồi thường thiệt hại và cho thôi việc. Dù cô Moon Sang Mi không cố ý, nhưng sự việc đã xảy ra rồi và thiệt hại cũng rất nặng nề. Kết luận là bằng mọi giá cô Moon Sang Mi phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trong việc này. Em lấy đâu ra số tiền lớn đó? Tôi vẫn chưa báo cáo chuyện virus phát tán từ thư điện tử của cô Sang Mi. Nếu tôi mà báo cáo thì... Đừng mà chị. Chị đừng báo cáo. Chỉ có chị tốt với em. Em xin chị hãy bỏ qua cho em. Chị biết rõ hoàn cảnh nhà em như thế nào rồi mà. Sang Mi, chị biết. Thế nên chị mới gọi riêng em đến đây. Đứng lên đi. Chị bảo làm gì em cũng sẽ làm hết. Em xin chị giúp em, được không hả chị? Bảo làm gì cũng làm ư? Vâng. Bác ăn thử bánh này đi ạ. Đã bảo đừng đến đây nữa rồi mà sao cứ đến thế? Ôi, ngon quá. Bác ăn từ từ và uống cùng nước này nữa. Ừ. Công nhận không ai tốt với bác bằng con. Ôi, mình không nên thế này. Bác ơi, tuy con với anh Sang Hiếc kết thúc rồi, nhưng thời gian qua, con vẫn coi bác như mẹ đẻ của con. Xe biết thì đã ra đi như thế rồi. Con không muốn mất cả bác nữa. Mong bác cho con thi thoảng đến đây thế này, rồi tâm sự về kỷ niệm với bà và xe biết. Ừ, con đã muốn thế thì làm sao bác nỡ cản không cho con đến đây. Con vẫn chưa tin. Chuyện bà con mất đột ngột như thế và cả xe biết nữa. Thì biết làm sao được. Số con đã vậy rồi thì quên hết đi và bắt đầu lại. Mà bác ơi, con nghĩ bà con không mất vì tăng huyết áp mà mất oan uổng do bị ai đó đẩy. Gì cơ? Thế nên con đang nghĩ có nên nộp đơn xin điều tra lại không? Nếu đúng là bà con mất oan uổng, thì con phải giải nỗi hận đó cho bà chứ. Đúng không hả bác? Con nói thế là sao? Đây là bằng chứng ông Nam ký thép đánh cắp sản phẩm của công ty bánh đê Cúc à? Vâng. Hình như cô Sơn Hoa chưa nói gì về mình. Nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao công ty bánh đê Cúc lại cho một người vi phạm thương hiệu và đánh cắp cả sản phẩm của mình làm đại lý. Người trong công ty nói sao? Người trong công ty thì nói là do trụ cột gia đình đó mất nên công ty đồng ý cho làm đại lý để an ủi. Nhưng em vẫn thấy nghi nghi. Cũng có thể. Tóm lại là anh chuyển giấy tờ này cho cô Sơn Hoan giúp em. Với lại, anh ơi. Sao? Anh tin em chứ? Không. Hả? Sao lại hỏi thế? À, để lần sau em sẽ nói. Gì thế này? Em đi đây. Sao hôm nay Binh Nhất Jun lại về luôn thế? Hay là có chuyện gì với Sơn Hoa rồi? Anh Jun Jae-min mang giấy tờ này đến à? Cậu ấy bảo vất vả lắm mới tìm được. Hình như Jun Jae-kyung biết Nam Ki Thép vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh rồi. Biến đi, đúng là đồ xui xẻo.
Cô ra cầu thang thoát hiểm của công ty đi, tôi sẽ trả tiền. Chắc ngay sau khi em gặp chú Nam Ki Thét xong... Giờ tôi sẽ kiện ông về hành vi cạnh tranh không lành mạnh chứ. Đi đâu? Buông ra. Nếu Jun Jae Kyung gặp Nam Ki Thét ở cầu thang thoát hiểm đó thì sao? Cũng có thể tính sổ việc vi phạm. Nhưng Nam Ki Thét cũng không phải đối thủ tầm thường nên đã khiêu khích Jun Jae Kyung. Có thể hai người đã xô sát nhỉ? Đúng rồi. Giờ thì tất cả các mảnh ghép mới khớp. Jun Jae Kyung và Nam Ki Thét xô sát ở cầu thang thoát hiểm. Sau đó Nam Ki Thét bị Jun Jae Kyung đẩy ngã xuống rồi tử vong. Trong tay vẫn nắm chiếc lắc tay. Về sau khi nhớ ra nên cô ta mới lấy trộm chiếc lắc tay trong nhà em rồi đánh cháu. Đúng rồi. Nhưng sao bảo có nhân chứng nhìn thấy em đẩy ông ta? Vì lý do bảo vệ danh tính nên em không được biết nhân chứng là ai. Chắc chắn người đó là nhân viên của công ty bánh đê cúc, nên nhất định em phải tìm cho ra người đã làm chứng khai gian. Làm sao tìm được đây? Có cách nào không nhỉ? Em đang tiếp cận phu nhân Suheran để tìm hiểu rồi. Chỗ này. Bông sơn hoa. Cô ta liều cả mạng để trả thù, nhưng để xem có được như ý không. Mời vào. Sao thế? Con cần gì à? Mẹ ơi, cô Bông Sơn Hoa ấy, lần trước cũng xảy ra chuyện như thế nên con muốn xin lỗi chính thức. Mẹ hẹn gặp giúp con nhé. Ừ, con nghĩ thế rất đúng. Ngẫm lại, con thấy con đã làm nhiều điều không phải với cô ấy, và con cũng muốn kết thân để học hỏi thêm về kinh nghiệm làm bánh. Được rồi, để mẹ mời cô ấy đến nhà. Con muốn gặp khi nào? Không đâu, con muốn gặp cùng mẹ ở nhà hàng cao cấp nào đó. Hay là thế nhỉ? Con cảm ơn mẹ. Ừ. À, mẹ đừng nói là con muốn gặp. Nhỡ đâu cô ấy thấy phiền rồi lại từ chối thì sao? Sơn Hoa không phải người như thế đâu. Mẹ biết rồi. Sơn Hoa, lần trước cháu chỉ đến nhà cô giao bánh rồi về luôn, nên cô hơi áy náy. Cô cũng muốn gặp cháu nữa. May quá, cháu cũng đang muốn gặp cô. Vâng, vậy hẹn gặp cô hôm đó ạ. Vâng, cháu chào cô. Là mẹ Jun Kiêng à? Vâng, cô ấy hẹn gặp cháu. Bác thấy dạo này cháu thân với người đó. Bác sợ Jun Jae Kyung mà biết thì lại làm hại cháu. Bác mong cháu quên hết đi và chỉ đi con đường của mình thôi. Bác ơi, cháu không thể làm thế được. Nghĩ đến bà và Sê biết thì cháu phải giải nỗi oan ức đó chứ ạ. Cháu mà bỏ cuộc thì chẳng khác nào từ bỏ sự sống. Sao cháu lại nghĩ thế? Càng trả thù thì cháu lại càng phải đau khổ hơn. Trên đời này, làm gì có gì khó khăn bằng việc ghét một ai đó. Quý khách đã đặt trước chưa ạ? Người đặt là Suheran. Mời quý khách đi lối này. Cô ấy đến rồi kìa. Mẹ ơi, con đi vệ sinh một lát. Mẹ vào trước đi. Ừ, cũng được. Bông Sơn Hoa, tôi sẽ khiến cô không thể ngoi lên được nữa. Nhìn cô quen nhỉ? Chắc hay lắm đây. Vui thật đấy, lại tình cờ gặp ở đây. Anh là ai? Cô sao thế?
Không phải tự hào, nhưng tôi không bao giờ quên khách hàng đã giao dịch, dù chỉ một lần. Thế thì anh là ai? Tập đoàn Đê Cúc. Cô đã thuê tôi giả làm phu nhân tập đoàn Đê Cúc bị tai nạn còn gì? À, cô còn nói cô có ít tiền nên tôi đã giảm giá cho cô. Thế mà giờ cô lại giả vờ không biết gì, làm tôi buồn quá đấy. Anh nói gì cơ? Sao phải giả vờ ngạc nhiên thế? Cô bảo tôi cung cấp lịch trình của phu nhân tập đoàn Đê Cúc mà sao giờ lại vờ vịt? Mà kỹ xảo giả vờ cứu phu nhân tập đoàn Đê Cúc của cô không phải dạng vừa đâu. Bắt tay hợp tác được không? Anh nói gì tôi không hiểu. Suy nghĩ đi rồi gọi cho tôi nhé. Này anh kia. Phu nhân. Cô tiếp cận tôi là có ý đồ gì? Vì tôi là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Đê Quốc nên cô muốn cấu chút tiền à? Cô nghĩ tôi dễ bị lừa như thế sao? Phu nhân hiểu nhầm cháu rồi. Cháu không biết người đó. Chính mắt tôi đã nhìn thấy mà cô còn nói dối nữa à? Cô thấy tôi lực cười đến mức để bị cô lừa à? Sao cô dám? Không phải thế đâu ạ. Phu nhân hiểu lầm thật rồi. Đúng là sông sâu 10 thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng. Câu đó không sai chút nào. Cháu xin phu nhân nghe cháu nói đã. Cháu không hề quen biết người đó. Cháu tuyệt đối không lừa phu nhân đâu. Xem ra bại lộ hết rồi mà cô vẫn muốn biện minh đến cùng nhỉ? Tôi khinh nhất người đâm sau lưng. Cô giả vờ hiền lành rồi chiếm trọn tình cảm của người ta. Phu nhân, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mẹ, sao mẹ lại quay về thế? Bông sơn hoa đó. Cô bông sơn hoa làm sao ạ? Mà thôi, về thôi. Mẹ! Jun Jae Kyung là tác phẩm của cô ư? Người gì mà gian xảo thế? Mẹ suýt nữa thì gặp rắc rối to rồi. Nếu hôm nay mà không gặp người đàn ông đó thì mẹ vẫn sẽ bị bông sơn hoa lừa. Đúng là ông trời đã giúp mẹ. Thôi, đừng nói nữa. Mẹ vào nghỉ đã. Chắc mẹ sốc nặng lắm. Nhìn sắc mặt mẹ không tốt, hay để con gọi bác sĩ Kim nhé. Không cần đâu, chưa đến mức đó đâu. Mẹ ơi, con đi làm đây. Chắc bà Juheran bị xúc phạm lòng tự trọng lắm nhỉ? Tát ngay từ đầu, trông đã thật. Thế nào rồi? Cậu ta diễn rất đạt. Su Chơn này, lâu rồi chưa uống sâm banh nhỉ? Tôi có cảm giác như chút hết gánh nặng bấy lâu nay. Tôi vui quá. Em vui là được rồi. Phu nhân thế nào? Phu nhân Juheran cũng bị một đòn. Chiến lược hôm nay là một mũi tên trúng hai đích. Bông sơn hoa thì bị trả đạp. Phu nhân Juheran thì bị xúc phạm lòng tự trọng. Su Chơn này, tôi muốn được anh chúc mừng. Ừ. Để anh đi lấy sâm banh nhé. Chỉ cần chúc mừng thôi là đủ rồi. Tôi vui quá. Lâu lắm rồi mới có cảm giác chiến thắng nhỉ? Đúng không, Su Chơn? Tôi rất muốn nhảy múa. Là sao đây? Gì cơ? Cảnh tượng kỳ lạ vừa nãy là sao? Cảnh tượng kỳ lạ nào? Thời gian qua anh không nói thôi. Anh chắc chắn em với Su Chơn có gì đó từ xưa.
Anh đã nói mỗi lần thấy anh ta, anh lại thấy khó chịu còn gì. Toàn khó chịu vì mấy chuyện vớ vẩn. Em đã nói là Su Chân lớn lên trong nhà em từ nhỏ, nên coi như người trong nhà rồi. Vậy lần này lại là Jun Jae Kyung à? Cô ta thật là... Chắc cô ta bất an khi thấy em gặp phu nhân Ju Hae-ran. Cho dù là thế, sao cô ta lại dựng lên chuyện đó? Thời gian qua em vừa gây áp lực cho Jun Jae Kyung vừa tiếp cận phu nhân đó để tìm nhân chứng và bằng chứng xác thực. Nhưng giờ thành ra thế này rồi thì kế hoạch hỏng bét. Phải làm sao đây? Jun Jae Kyung dựng lên chuyện như thế thì có nghĩa là cô ta biết tường tận về vụ tai nạn xe máy. Chắc chắn là cô ta đã điều tra kỹ để dựng lên chuyện này. Lần này em sẽ không để cô ta hại nữa đâu. Nào, em bảo anh ăn đi mà. Anh nhìn ốc kiêng ăn thôi cũng thấy no rồi. Anh mà nói thế thì giới trẻ thời nay sẽ nói là sởn da gà đấy. Sởn da gà ư? Hay nhỉ, nói thật mà cũng có tội à? Anh này, anh à, anh vẫn giữ chiếc hộp lần trước em gửi đấy chứ? Tất nhiên rồi, của em gửi mà. Anh nhớ cất kỹ, đừng cho người khác nhìn thấy nhé. Ai bảo cho xem cũng tuyệt đối không được cho xem đâu. Anh nhớ chưa? Tất nhiên rồi. Nhưng rốt cuộc trong hộp đó có gì thế? Anh tò mò muốn mở ra, nhưng phải cố chịu. Thấy mình đi chơi nên khó chịu đây mà. Ừ, Mai Gia à, cậu định nghỉ hẳn làm để đi chơi phải không? Ừ, mình đang đi có việc, lát nữa mình về. Xin lỗi nhá, Mai Gia. Mai này, ốc kiêng. Chết mất, động cái là giả vờ bận. Cậu ta thì có việc gì mà bận? Mẹ ơi, mẹ cất hộp di vật của bà chị Sơn Hoa ở đâu rồi? Con tìm mãi không thấy. Con tìm hộp đó để làm gì? Cất trong tủ quần áo chứ còn ở đâu nữa? Con không thấy. Con tìm khắp rồi. Sao lại không thấy? Nó có chân chạy đi đâu được chắc? Lát nữa về nhà thử tìm lại xem. Mà sao con cứ định đi gặp Sơn Hoa thế? Thì... đừng nói với anh Sang Hiếc hay mẹ về việc em tìm hiểu động thái của bông Sơn Hoa đấy nhá. Thì sao? Con cũng quý Sơn Hoa rồi à? Công nhận ma quen hơn quỷ lạ. Giá như Sơn Hoa quay lại làm con dâu mẹ thì tốt. Con cũng thấy thế. Gina này, chị uốn tóc rồi, xem này. Em vẫn đang làm tử tế đấy chứ. Thuê là làm. Xin lỗi làm phiền. Ai thế này? Có phải người đẹp không? Chị ơi, em đã bảo khi nào chị ra ngoài thì gọi cho em ngay. Mà sao bây giờ mới gọi? Chị cũng định thu xếp xong xuôi rồi mới gọi. Trông chị xinh hơn đấy. Đúng thế. Gina này, năng lực máy tính của em vẫn chưa mai một đấy chứ? Đương nhiên rồi. Mà chị có việc gì cho em phát huy năng lực à?
Mẹ đỡ chưa ạ? Tin tưởng như thế mà bị phản bội nên có vẻ sốc nặng. Mẹ vẫn chưa ăn gì. Bố cho mẹ uống nước này rồi ngủ đi ạ. Ừ. Con làm mẹ rồi nên tính tình cũng thay đổi nhỉ. Con biết an ủi thế này nữa. Con về rồi. Mẹ ốm à? Mẹ bị sốc vì bông sơn hoa. Sao cơ? Thợ làm bánh lừng danh Bê Đai Bông nhận nhầm học trò rồi. Sao lại không có con mắt nhìn người như thế cơ chứ? Sao lại nhận nhầm học trò? Bố đang nhắc đến cô Bông Sơn Hoa. Đúng thế. Cô tên là Bông Sơn Hoa đó, cố tình tiếp cận mẹ con vì biết là phu nhân tập đoàn Đê Quốc. Làm gì có chuyện đó. Cô Bông Sơn Hoa mà con biết không phải người như thế đâu. Gì cơ? Anh, chắc có gì đó nhầm lẫn rồi. Chuyện là thế nào vậy Trê Kiêng? Không nhầm đâu, cô ta cố tình tiếp cận mẹ đấy. Thì thế, nói rõ anh nghe xem cô Bông Sơn Hoa cố tình tiếp cận mẹ như thế nào. Chuyện là... Em tìm hiểu đến đâu rồi? Em đã xem camera giám sát của nhà hàng. Là người này. Ừ, còn biển số xe máy thì sao? Em đang hỏi biển số, nhưng họ giấu đi rồi. Phải nhanh chóng hóa giải hiểu lầm với phu nhân của tập đoàn Đê Quốc. Vì để lâu quá thì càng khó thuyết phục hơn. Đúng thế. Nhưng cần cả hình ảnh camera giám sát về chiếc xe máy trước cửa công ty bánh Đê Quốc chứ nhỉ? Lẽ ra phải tìm hiểu cả cái đó nữa, nhưng để tôi tìm hiểu cho. Tôi là nhân viên của công ty bánh Đê Quốc mà. Để tôi tìm hiểu cho. Em tìm hiểu được không? Không cần đâu, cứ kệ tôi. Tôi không cần anh giúp đâu. Sao thế? Hai người có chuyện gì à? Tóm lại là em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh Jun Jae-min. Cô Bông Sơn Hoa. Cô Sơn Hoa, nói chuyện với tôi đã. Anh còn muốn nói gì nữa? Chẳng phải anh cần nói với bác hay anh Sơ Chun hay sao? Để tình nghĩa cuối cùng, tôi đã không nói vì muốn cho anh Jun Jae-min cơ hội tự nói ra. Vâng, tôi sẽ nói. Trước khi nói, tôi muốn được cô Sơn Hoa tha thứ. Cô hãy coi tôi là Jun Jae-min, chứ không phải anh trai Jun Jae-kyung, có được không? Tôi không thay đổi gì cả. Tôi vẫn là người đến từ đảo Uy Lưng 4 năm trước. Chính mắt tôi đã thấy tất cả rồi. Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Tôi không để ai lừa lần hai đâu. Cô Sơn Hoa. À, ngẫm lại thì tôi thấy đồng hồ đó đúng là hàng chính hãng. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm là hàng nhái. Còn nữa, tôi sẽ trả anh tiền đồng hồ. Cô Sơn Hoa, xin cô đừng thế này. Giờ nghĩ lại, khi anh đứng bên cạnh xem tôi khóc lóc, đau khổ vì chồng em gái anh, chắc anh vui lắm nhỉ? Có lẽ đó là cảnh tượng chân quý không có lại lần thứ hai đúng không? Cô Sơn Hoa, tôi phải làm sao thì cô mới hả giận đây? Tôi đã nói hết nỗi lòng dù còn gì. Cô không hiểu lòng tôi đến thế sao? Vâng, tôi không hiểu. Thời gian qua, tôi đã nghĩ tôi hiểu một chút về anh Jae-min. Nhưng bây giờ thì tôi thực sự không hiểu. Còn nữa, anh đừng can dự vào việc của tôi nữa. Tôi cảnh cáo anh đấy. Ừ, Gina. Em đã tìm khắp trung tâm sai vặt rồi nhưng không thấy người đàn ông đi xe máy ư? Ừ, chị biết rồi. Để chị cũng thử tìm xem.
phòng giám sát. Thẻ ghi nhớ lại hình ảnh hôm đó thì trưởng phòng Kim đến lấy đi rồi. Su Trơn này, cậu lấy thẻ ghi nhớ lại hình ảnh hôm mẹ tôi suýt bị đâm rồi à? Vâng, sao anh hỏi thế? Sao cậu lại lấy đi? Em lấy để điều tra về chiếc xe máy suýt đâm phu nhân Juheran. Rồi kết quả cậu điều tra là cô Bông Sơn Hoa và lái xe cấu kết với nhau, cố tình gây tai nạn giả ư? Người lái xe máy đã khai như thế. Anh ta khai như thế à? Vâng. Đúng là cô Bông Sơn Hoa cố ý tiếp cận phu nhân. Nói năng cẩn thận. Tôi sẽ điều tra lại. Đưa thông tin cá nhân của người đó và biển số xe đây. Bảo đưa đây cơ mà. Còn nữa, gửi cả bản gốc hình ảnh hôm đó nữa. Vâng. Gì cơ? Anh đưa thông tin về chiếc xe máy đó cho anh Chê Min rồi ư? Sao lại đưa? Nếu anh ấy tìm ra thì sao? Xe giả giấu đi rồi nên khó tìm lắm. Còn xe thật thì chúng ta chưa tìm được còn gì. Đừng lo, không dễ tìm được đâu. Sao cứ dính dáng đến tiệm bánh Han Ốc lại anh ấy lại sốt sắng lên thế nhỉ? Có vẻ như anh ấy coi người nhà đó là gia đình. Gia đình gì chứ? Xe máy của tôi bị tai nạn, mong mọi người giới thiệu xưởng sửa xe nào tốt. Xe Kawasaki H2R này, tiếp thật, bị hỏng nặng không? Bị ngã nên xước xe thôi. Vậy anh đến xưởng sửa xe Dông San đi. Ông chủ xưởng đó sửa giỏi lắm. Cảm ơn anh. Xưởng sửa xe Dông San. Ừ, Gina, chị nghĩ người đó liên quan đến người học diễn xuất thì đúng hơn. Không thì làm sao có thể diễn một chuyện không có thật một cách tự nhiên như thế. Đúng rồi, từ giờ phải tìm hiểu theo hướng đó. Biết Na, con gái của mẹ. Biết Na, mẹ xin lỗi. Mẹ. Biết Na. Biết Na. Rốt cuộc là đi đâu mất rồi? Rõ ràng là mình cất trong tủ quần áo trong phòng mình mà. Chẳng nhẽ lại có chân chạy. Hay mẹ cất kỹ quá nên không nhớ nữa. Đồ quý như thế làm sao mà không nhớ được. Ông Kiên, có phải cậu lấy không đấy? Hả? Mình lấy hộp đó làm gì? Có biết đựng gì đâu mà lấy. Đừng vu oan cho người vô tội. Lạ thật đấy. Sao bố lại mang hộp này về? Rốt cuộc là đựng gì thế nhỉ? Em đến đây có việc gì thế? Chị, lâu rồi không gặp. Người nghiện bánh thì đến ăn bánh thôi. Em muốn ăn gì? Hay ăn bánh chủ đạo ở đây nhé? Vâng, bánh gì cũng được ạ. Mà chị ơi, chị vẫn ổn đấy chứ? Em tò mò không biết chị sống thế nào. Em cũng thấy có lỗi nữa.
Giúp tôi với. Cô có sao không? Anh gì ơi? Anh không nhận ra tôi à? Cô là ai? Lần trước anh đã cứu tôi ở siêu thị. Bánh mật ong. À, là cô gái ăn bánh mật ong. Vâng, đúng rồi. Màn đẩy bụng. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Xem ra đây là định mệnh rồi. Vâng, định mệnh. Thôi, hai người nói chuyện tiếp đi. Anh gì ơi, ân nhân cứu mạng của tôi ơi. Anh đi đâu đấy? Hình như em quen anh Sơ Chun. Quen chứ. Thì ra tên là Sơ Chun. Anh Sơ Chun làm việc ở đây hả chị? Ừ. Tuyệt. Em nằm mê mệt nên mặt hốc hác quá. Lát nữa đi ăn trưa nhé. Vâng. Ông ơi, tạm biệt ông. Ừ, thế răng của ông thơm cái nào? Bố ơi, bà đi ăn trưa với ông đấy. Thế à? Vậy Thế Giang thì sao? Con phải đến trường mầm non chứ. Chỉ người lớn mới đến công ty thôi. Lảng vảng đến công ty làm gì thế không biết. Thế Giang nghe thấy đấy, nói năng cẩn thận. Anh xem này. Có đúng là người này không? Em thử tìm người trong camera giám sát mà anh gửi cho em. Thì thấy na ná. Ừ nhỉ. Nhưng muốn biết chính xác hơn thì Sơn Hoa phải xem mới được. Vậy anh đưa cho cô Sơn Hoa xem nhé. Đừng nói là em tìm được. Hai đứa vẫn chưa nói chuyện với nhau à? Cô Sơn Hoa bảo không muốn gặp em nữa. Chắc bị ghét rồi. Có chuyện gì thế? Để lúc khác em kể. Người này là diễn viên tương lai. Diễn viên tương lai ư? Vâng. Em lục tung trung tâm đào tạo diễn xuất lên rồi chụp đấy. Để cho chắc chắn thì em đã tìm thêm hai người nữa. Cái thằng này, việc công ty thì không làm, lại đi tìm người thì biết làm sao đây? Không sợ bị đuổi việc à? Biết làm sao được. Bên thích nhiều hơn là bên B mà. Cô Sơn Hoa là bên A thì lại. Em cũng thật là. Đúng là người này rồi. Đúng rồi, anh tìm ở đâu vậy? Hả? À, anh lục tung trung tâm đào tạo diễn xuất lên đấy. Cậu ta là diễn viên tương lai. Cảm ơn anh, công nhận anh giỏi thật. Giờ em định thế nào? Phải bắt người này nói ra sự thật chứ nhỉ? Em sẽ đến gặp rồi năn nỉ. Nếu không được thì em cũng có cách rồi. Xuân Hoa này. Chiêm Minh gọi cho anh đấy. Bảo tìm được chủ xe máy thất rồi. Anh Du Chen Min tìm được chiếc xe máy suýt gây tai nạn trước cửa công ty bánh đầy cúc ư? Ừ, vì là nhân viên của công ty đó nên chắc là kiểm tra camera giám sát và cũng biết biển số nữa nên tìm được. Sao thế? Không muốn để Chen Min tìm à? Em sẽ thử kiểm tra. Cảm ơn anh. Ừ. Đi nhá. Này, Bae Seo Jun làm sao thế? Đến bày tỏ tình cảm cũng không dám. Trưởng phòng, chủ tịch gọi chị. Tôi biết rồi. Sao bảo đi ăn trưa cùng phu nhân Du Hye-ran mà giờ này vẫn còn ở đây? Anh đến đây có việc gì? Và bằng cách nào? Tôi đi bộ đến đây. Biến mau đi. Tôi không đi. Làm gì có chuyện trả ít tiền như thế chứ? Anh điên rồi à? Nghe nói phòng chủ tịch ở gần đây. Hay để tôi hét lên nhé.
Đi theo tôi. Trả thêm cho tôi đi. Vở kịch ở nhà hàng lần trước, tôi phải thức cả đêm để tập đấy. Thế mà cô chỉ trả đủ tiền đổ xăng thì quá đáng quá. Thế anh muốn bao nhiêu? Cho tôi thêm 2 tờ nữa thôi. Không thì tôi sẽ khai hết là do trưởng phòng sai tôi làm. Cô gái ở nhà hàng hôm đó tôi gặp lần đầu tiên trong đời. Nhưng mà số tiền tôi kiếm được quá ít so với trò tôi đã làm với cô ấy. Sao anh dám? Jun Jae Kyung. Mẹ. Chắc bây giờ Jun Jae Kyung đang bị ăn mắng nhỉ? Ăn miếng trả miếng. Thử bị hại theo cách cô làm với tôi đi. Nói thật đi xem nào. Cậu mà bỏ trốn hay nói dối thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Cậu có quen cô gái gặp ở nhà hàng lần trước không? Tôi không quen người đó. Cô này bảo chỉ cần bắn lời thoại như thế thôi để cô ấy bị bẽ mặt. Im ngay. Mẹ, anh ta nói dối. Mẹ đừng tin anh ta. Thế cậu đã nhận thù lao chưa? Vâng, tôi nhận rồi. Mẹ, con đã bảo người này nói dối rồi. Con không quen người này. Không quen thì sao lại gặp ở đây? Rồi sao con lại hỏi cậu ta muốn bao nhiêu? Đây, ngân hàng Dehan người gửi Jun Jae Kyung số tiền 1 triệu won. Tôi xin lỗi. Này cậu, sao con có thể... Là hiểu lầm đấy mẹ. Hiểu lầm ư? Con cố tình gọi Sơn Hoa đến nhà hàng đó, rồi nói dối là đi vệ sinh để tránh mặt. Trước mặt mẹ thì giả vờ an ủi, còn sau lưng thì cười mỉa. Thế mà là hiểu lầm ư? Không phải đâu mẹ, không phải thế. Mẹ hiểu lầm thật mà. Đừng nói nữa. Con gái mà lại đâm sau lưng mẹ thế này ư? Nói đi. Vì sao con lại làm thế? Vì con không muốn mẹ thân thiết với bông Sơn Hoa quá, nên con làm thế. Vì con ganh tị. Gì cơ? Cả chuyện mẹ bắt con xin lỗi vì con làm trò không hay ở tiệm bánh Han Ốc cũng thế. Vì có nhiều ác cảm với cô ta nên con tức. Vì thế mà con bày ra trò như thế ư? Mẹ, con xin mẹ hãy bỏ qua cho con lần này. Mẹ đừng nói với bố, được không mẹ? Giờ mẹ đã hiểu vì sao bố con ghét con từ hồi con còn nhỏ rồi. Bông Sơn Hoa cũng không đơn thuần là tình cờ gặp mẹ đâu. Mẹ không nghĩ là cô ta lợi dụng mẹ vì tiền nữa. Có thôi đi không thì bảo. Từ nay về sau con có nói gì thì mẹ cũng khó mà tin con. Nỗi xấu hổ ngày hôm nay mẹ sẽ nhớ mãi. Sao ầm ĩ thế này? À, không có chuyện gì đâu. Cậu ấy bảo được chọn đóng vai phụ rồi. Bảo đạo diễn hứa thế. May là cậu ta đam mê diễn xuất nên bị thuyết phục với điều kiện đó. Em mong là Jun Jae Kyung sẽ sửa cái thói xấu vu oan cho người khác như thế. Dù sao cũng ổn rồi vì đã hóa giải cả hiểu lầm với phu nhân. Tất cả đều là nhờ công của anh. Cảm ơn anh. À, Sơn Hoa. Thực ra là ảnh diễn viên tương lai đó không phải do anh tìm ra đâu, mà là Jae Min tìm ra đấy. Trong chuyện lần này, Jae Min đã giúp em rất nhiều.
Cái gì? Anh ta trả lại tiền cho tôi ở quầy lễ tân công ty ư? Bực mình thật. Nghe nói anh ta cũng nghỉ học ở trung tâm đào tạo diễn xuất rồi. Thì ra là thế à? Bông Sơn Hoa, cô ta dùng cách giống hệt cách của tôi để khiến tôi bẽn mặt trước mặt mẹ. Xin mời quý khách. Cô Sơn Hoa, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm và tát cô. Không có gì đâu ạ, phu nhân cũng bị lừa mà. Cháu chỉ buồn vì phu nhân hiểu lầm ý cháu thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác. Với lại, cháu cũng hiểu cô Jun Jae Kyung hiểu lầm quan hệ giữa phu nhân và cháu. Là con gái nên có thể sẽ ganh tị. Sao phu nhân lại nhìn cháu như vậy? Tôi rất tò mò về tấm chân thành của cô Sơn Hoa. Không hiểu sao cô không có một chút gì xấu hổ với tôi. Dạ. Tôi thấy nghi vấn một điều. Cứ cho tai nạn xe máy là tình cờ đi. Còn việc gặp ở phòng khám đông y cũng đơn thuần là tình cờ chăng? Jae Kyung bảo cô Sơn Hoa tiếp cận tôi là có ý đồ gì đó. Cô nói thật đi. Cháu xin lỗi. Cô thú nhận đây à? Thật không thể tin nổi. Cô nghĩ tôi là ai mà có ý định lợi dụng? Xem ra cô xem thường tôi đến mức mang tôi ra làm trò đùa. Nhưng tôi không tầm thường như cô nghĩ đâu. Cháu không hề xem thường phu nhân. Phu nhân hiểu lầm cháu rồi. Đúng là cô tiếp cận tôi có ý đồ gì đó. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên kết giao với hạng người như cô. Lỗi là do tôi đã quý mến cô. Phu nhân, hình như cô tiếp cận tôi vì hám thứ này. Cầm lấy và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phu nhân không nên làm thế này. Cháu không thể nhận số tiền này. Dẫu sao cô vẫn còn lòng tự trọng nhỉ? Không thì cô có mục đích gì khác chăng? Cháu không có ý đó. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn sát cô. Đừng sợ bẩn tay nên tôi kiềm chế. Phu nhân! Không hiểu sao cháu lại dính líu đến phu nhân đó. Bà ấy có vẻ không giống người của thế giới sỗ sàng đó nhỉ? Thảo nào mới quen mà tình cảm đã như sâu đậm lắm. Hôm nay niềm hy vọng của cháu như sụp đổ. Cháu lại có cảm giác phu nhân đó cũng là người của thế giới đó. Thế nên cháu lại bị tổn thương à? Tất cả là tại cháu. Đúng là ngay từ đầu cháu tiếp cận với ý đồ đen tối. Bị tổn thương thế này là tự làm tự chịu thôi. Thế cháu định vẫn tiếp tục à? Bác, cháu đang gắng gượng với động lực duy nhất là trả thù cho bà và xê biếc. Không có nó thì cháu không biết còn động lực nào mà sống tiếp nữa không.
Tại bác thấy thương cháu nên mới nói thế. Mỗi khi có chuyện gì thế này, cháu lại bị tổn thương và đau lòng. Sao cứ nhất quyết phải đi vào con đường trải đầy chông gai như thế chứ? Con nghe tin gì chưa? Bên châu Âu cấm nhập khẩu sản phẩm được đóng gói bằng bao bì nhựa. Vâng. Nếu vậy thì có lẽ phải thay đổi dây chuyền sản xuất bao bì theo quy mô lớn. Để lắp đặt dây chuyền mới, chi phí cũng không hề nhỏ đâu. Nhưng biết làm sao bây giờ? Có chuyện gì mà bố lo lắng thế ạ? Con không thấy lo lắng à? Con biết rồi hay chưa biết vậy? Xuất khẩu sang châu Âu gặp tín hiệu đỏ mà trưởng ban kế hoạch không thấy lo lắng gì ư? À, bố lo lắng vì bao bì thân thiện môi trường đó ư? Con lại cứ tưởng chuyện gì? Chuyện gì là sao? Không biết thị trường châu Âu lớn thế nào hay sao mà nói thế? Các công ty sản xuất sang châu Âu đều đang lo. À, con đang làm dự án về mảng đó từ trước rồi. Gì? Con đang lập tổ dự án đổi các sản phẩm chủ lực xuất khẩu sang châu Âu sang hình thức đóng gói bằng bao bì thân thiện với môi trường. Thế ư? Định bao giờ mới báo cáo thế hả? Cái thằng này. Bố không nói thì con cũng định mai báo cáo đây. Thay đổi hình thức và mẫu mã bao bì, ký hợp đồng mua nguyên liệu bao bì thân thiện môi trường, thay đổi thiết bị làm bao bì. Tốn chút tiền đấy, bố ạ. Được rồi, cái thằng này. Bố sẽ duyệt sớm cho. Con nghĩ từ quý sau phải xây dựng khu trung hòa carbon phát triển bền vững, thân thiện môi trường rồi lên dự án. Vì xu hướng chung là thân thiện môi trường mà. Cho sang Mỹ có khác, biết nắm bắt đúng xu hướng cơ đấy. Bố thấy con giỏi không? Bố xoa đầu con đi. Này này, nhiễu sự quá. Ra đằng kia đi, cái thằng này. Sao anh không báo cáo việc anh Jimin đang làm với tôi? Em bảo anh báo cáo hết mọi việc trong công ty à? Cứ thế này rồi sẽ bị anh ấy đẩy lùi. Vâng, mẹ. Con biết ngày mai là ngày gì rồi chứ? Thấy Sammy bảo nói từ tuần trước rồi. Chuyện gì ạ? À... Mai là dỗ bố ạ. Sao lại quên cả ngày đó? Với lại việc này mẹ Thê Giang phải lo mới đúng chứ. Tóm lại là ngày mai, tan làm xong thì đưa Thê Giang về đây. Bố con cũng phải được nhận một lại của cháu đích tôn chứ. Vâng, con biết rồi. Có chuyện gì vậy? Anh có biết tại Bông Sơn Hoa mà hôm nay em phải quỳ xuống nhục nhã thế nào không? Nếu để yên cho cô ta sống cuộc đời của cô ta thì em cũng đâu cần bận tâm nữa. Sao lại sống mà cứ phải bận tâm như thế? Anh nói thế mà nghe được à? Mọi chuyện bắt nguồn từ anh hết. Lại là lỗi của anh à? Ai là người cài sai khuy đầu tiên đây? Thôi đừng nói nữa. Mai là dỗ bố đấy. Tan làm xong em về bên nhà giúp mẹ sắm mâm cúng. Em đang chơi chắc? Em không đi được đâu. Cứ biết thế đi. Dương Chê Kiêng, sao em lại lấy anh? Em lấy anh để sắp mâm cúng dỗ cho nhà anh à? Dỗ bố anh mà sao lại bắt con dâu chẳng chung máu mủ gì đến làm? Chỉ cần mấy người cùng chung máu mủ làm là được rồi. Anh muốn đi thì cứ đi đi. Em nói xong chưa? Em về làm dâu nhà anh đấy. Phải làm tròn bổn phận của con dâu chứ. Cứ phải đến đó nấu nướng thì mới làm tròn bổn phận của con dâu à? Anh biết rõ rồi, em biết làm bánh nhưng không biết nấu ăn còn gì. Với lại... anh về đây làm rể chứ, có phải em về nhà anh làm dâu đâu. Anh đang sống ở nhà em đấy thôi.
Anh, có chuyện gì thế? Người đó là nhân viên của chương trình mua sắm tại nhà, ngày nào cũng đến đây gọi bao nhiêu bánh và chờ ông chấp thuận. Chấp thuận gì cơ? Mời tiệm bánh Han Ốc tham gia chương trình mua sắm tại nhà. Định lên chương trình mua sắm tại nhà ư? Chắc ông sẽ không dễ gì chấp thuận đâu. Thế mới nói, đó là tâm niệm cả đời của ông rồi, có thuyết phục cũng vô ích thôi. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Anh không nhìn thấy em à? Thế Giang cũng đến đấy à? Cháu chào cô. Sang Mi, cho Thế Giang đi rửa tay trước đi. Vâng, đi nào Thế Giang. Ôi, Thế Giang của bà đến rồi này. Con trai mẹ đến rồi à? Sơn Hoa, sao em lại ở đây? Thôi được rồi, đằng nào con dâu thật cũng không đến. Mẹ thiếu người thì biết làm thế nào. Với lại bố con cũng quen với những món mà Sơn Hoa nấu rồi. Bác ơi, để con đi lấy cả đậu rán nhé. Ừ, đi lấy cả hoa quả lại đây. Vâng. Mẹ làm thế này với Sơn Hoa mà không thấy áy náy ư? Sơn Hoa giờ là người xưng với chúng ta rồi. Còn nữa, để Chê Kiêng biết thì cô ấy sẽ lại trách. Còn cả Thế Giang ở đây nữa, biết thì làm sao? Từ ngày lấy chồng, nó đã bao giờ dự đám dỗ của bố chồng chưa? Có 10 cái miệng cũng không dám nói gì. Chê Kiêng bận đi làm mà, đưa cho phong bì là xong à? Hôm nay Sơn Hoa thế chỗ con sâu cũng được. Mẹ, lắm chuyện. Mẹ là người sắt chắc. Cả ngày ở quán mệt quá rồi, không còn sức chuẩn bị đồ cúng dỗ nữa. Vừa hay Sơn Hoa đi chợ cho. Con không biết mẹ mừng thế nào đâu. Ngày khác thì không nói làm gì, nhưng hôm nay mẹ sẽ đối tốt với Sơn Hoa. Chị ơi, anh nói với chị hôm nay là dỗ bố rồi đúng không? Nào, ăn đi. Cứ để anh làm. Bố ơi, cô này lần trước cũng đến nhà mình rồi, đúng không ạ? Hả? Thế là sao? Sơn Hoa đến nhà con rồi à? À, con có quen biết với phu nhân nhà bên đó nên đến chơi. Sao cơ? Bố ơi, con vào phòng kia chơi đây. Ừ. Còn quen biết chính phẩm phu nhân quý phái đó ư? Vâng, có lần con đã giúp cô ấy. À, mẹ không phải lo đâu. Nhà đó không biết về quá khứ của anh Sang Hiếp và con đâu. Các người đang làm trò gì thế này? Ờ, con dâu, con đến từ bao giờ vậy? Làm trò gì thế hả? Đủ tuổi. Anh muốn cắt đứt với tôi, có phải không? Làm trò gì thế này? Sao cô dám tát chồng cao quý như trời thế hả? Đã thế lại ngay trước mặt mẹ chồng, cái con xanh này. Mẹ buông ra. Thời gian qua, con vẫn bị nó tát đấy à? Mẹ đừng nói nữa. Con đang muốn hỏi mẹ làm trò gì đây? Con dâu sở sở ra đây, mà sao mẹ có thể đưa cô ta về rồi ngồi ăn cơm như người một nhà? Mẹ muốn làm con bẽ mặt thế này có phải không? Em ra đây. Buông ra. Bông Sơn Hoa, cô đến đây làm gì? Muốn làm con dâu nhà này đến thế cơ à? Đúng là trời đánh tránh miếng ăn. Tôi cũng đến nhà cô ăn cơm rồi còn gì? Sao phải ngạc nhiên thế? Cô vừa nói gì? Vừa nãy mẹ cũng nghe kể rồi. Con bé được bà thông gia mời đến. Nếu con không thích như thế thì đến mà chuẩn bị mâm cúng dỗ bố chồng. Tưởng đưa tiền là xong à? Là con dâu thì phải sống cho xứng là con dâu chứ. Rốt cuộc thế nào mới xứng là con dâu? Vậy mẹ làm thế này có xứng là mẹ chồng không? Mẹ chồng túm tóc con dâu thì có xứng là mẹ chồng không? Tất cả thôi hết đi. Buồn Sang Hiếc, anh nói đi. Hai người vào hùa với nhau đúng không? Lén lút gặp bông Sơn Hoa rồi giờ cho lo cả dỗ bố nữa cơ à? Hai người quyết định tái hợp đây à? Hả? Có phải thế không? Làm gì có chuyện đó? Đúng thế. Tôi sẽ quay về làm dâu nhà này. Mẹ cũng bảo muốn thế. Cái gì? Ai?
Ai bảo cơ? Không phải thế đâu. Mẹ uống nhầm thuốc chắc. Ai thèm nhận tội phạm giết người như thế về làm sâu chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu con chứng minh con không phải tội phạm giết người thì sao? Hả? Vậy không phải thì sao lại đi tù về? Vì con bị vu oan do ai đó. Hôm nay phanh phui hết tại đây nhé. Run chơi kiêng, lái bông sơn hoa. Tránh ra. Chị Kiêng, dừng tay lại đi. Chị ơi. Ôi trời ơi, mấy cái đứa này. Mắng thế gian nên nhà trống trải này. Công nhận. Nhưng dỗ ông nội thì phải về bên đó chứ. Có ai nói gì đâu. Thế mới nói có cháu nội vẫn hơn cháu ngoại. Anh đừng gây áp lực cho Jimin quá. Không biết dạo này con căng thẳng chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó, ăn cũng không thấy thoải mái. Nó làm gì mà căng thẳng? Sao lại không? Con được đánh giá cao vì có năng lực phân tích nghiệp vụ, có nhiều ý tưởng hay mà. Ông ơi, ôi, cún con của ông về rồi đấy à? Con mệt nên lên phòng đây ạ. Con bé sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Mẹ cháu tát bố ạ. Hả? Gì cơ? Jimin bảo cũng có em gái phải không nhỉ? Vâng, cháu là con một rồi sau đó có thêm em. Anh Seo-jun trông rất đĩnh đạc, chuẩn là trưởng nam hoàn toàn. Trưởng nam hoàn toàn là gì? Ý em là trông anh vững chãi như cây cổ thụ ấy. Cô rất vững tin về Seo-jun. Jimin cũng có em gái nên mới chăm lo cho Sơn Hoa khéo như thế. Phải nói rõ thân phận của mình sớm. Cô chủ, anh à? Hả? Sao? Cháu có chuyện muốn nói. Cháu... Ý là cháu... Cháu về rồi ạ. Ừ. Sơn Hoa, sao em bảo muốn nói chuyện với Jimin? Sao em bảo phải cảm ơn vì Jimin tìm ra thủ phạm vụ xe máy? Ôi trời ơi, hóa ra là Jimin giúp. À, anh Jun Jimin, cảm ơn anh. May là tôi giúp được cô. Em hỏi anh có đồng ý trả lại trước phó giám đốc thường trực và chia tay em không cơ mà. Được rồi, ly hôn đi. Ly hôn đi. Cái gì? Anh sẽ nuôi Thê Giang. Tạm thời, anh sẽ về nhà mẹ ở. Cứ gửi hồ sơ ly hôn sang đó, anh sẽ đóng dấu cho. Anh nói thế mà nghe được à? Thì sao? Em mang chức phó giám đốc thường trực ra dọa anh nên anh cũng chẳng thiết nữa. Để xem bố sẽ đối xử với em thế nào khi Thê Giang không ở đây nữa. Rồi để đến lúc Jun Jimin lấy vợ và có con xem. Đừng nói nữa. Đồ tồi. Đồ xấu xa này. Sao em bảo ly hôn cơ mà. Em cũng đừng bao giờ nhắc lại câu đó lần thứ hai nữa. Còn nói nữa thì khi đó anh sẽ đi luôn cho em xem. Bị em bắt quả tang ngồi ăn cùng bông sơn hoa như người một nhà mà còn lớn tiếng ư? Sống với em rồi giờ lại nhớ người cũ à? Sao anh lại làm thế này với em? Tại sao chứ? Anh xin em đừng hiểu lầm. Em là mẹ Thê Giang đấy. Em quên rồi à? Không vì Thê Giang thì chúng ta cũng lên cùng một con thuyền rồi. Có gì mà phải sợ như thế? Có gì mà không an tâm như thế? Với anh, em quan trọng nhất. Em quên ước mơ của em rồi à? Em vẫn hy vọng nếu hiệp sức cùng anh thì sẽ thực hiện được ước mơ còn gì. Đúng thế. Đừng nghĩ lại lung tung nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện độc chiếm tập đoàn Đê Cúc thôi. Chê Kiêng à? Anh có làm thế này cũng vô ích. Bố tôi sẽ không đồng ý đâu.
Tôi đến vì thấy món tráng miệng ngon. Chị cứ mặc kệ tôi đi. Người đó gần như đi làm ở đây hàng ngày rồi bác nhỉ? Ừ. Càng nhìn càng thấy chạnh lòng. Cảm ơn anh đã giữ hộ em. Anh chưa động vào đâu. Ốc kiêng đưa thế này, anh để nguyên như thế rồi mang trả cho em đấy. Em biết mà anh. Anh cũng tò mò về hộp này lắm đúng không? Ừ. Rốt cuộc trong này đựng gì thế? Dạ. Đây đúng là báu vật. Gửi ở nhà anh bông lâu thì lại sợ con dâu cũ của Mai ra để ý nên đành mang về đây. Rốt cuộc trong này đựng gì thế nhỉ? Anh nhớ em, bông sơn hoa. Anh nhớ em, sơn hoa. Anh nhớ em. Anh đang làm gì thế? À, tự dưng thấy như ngây ngấy sốt nên đứng đây cho giảm nhiệt. Thế à? Chú Trơn này, tôi đi trước đây. Gặp nhau ở nhà nhé. Vâng, trưởng phòng. Lâu lắm rồi mới thấy chị gọi. Cô Sơn Hoa, tôi gọi vì có việc gấp. Bây giờ cô đến ngay được không? Dạ, bây giờ ư. Ông chủ, mong anh giúp cho. Thôi được rồi, được rồi. Nhưng làm gì mà giải nghệ? Suốt 4 năm trời không cho gặp, cũng không ló mặt đến. Cậu sống thế là không được đâu đấy. Vâng, tôi xin lỗi. Ngài Be. Thôi được rồi, cậu đi đi. Vâng. Có vẻ bận lắm nhỉ? Chị đang nói chị đây à? Không tài nào gặp được chị. Ôi, nhớ tôi thế cơ à? Em thì có nhiều người để nhớ lắm. Ôi giời, lại tự ái rồi. Thử nói thật lòng cho tôi nghe xem nào. Chị lại định làm em tổn thương nữa à? Chị là người ở yên một chỗ chắc? Thôi, đừng nói chuyện quá khứ nữa. Chỗ này thế này, kinh doanh ổn không? Ổn gì mà ổn? Em đang định bán đây. Ôi trời ơi, đến mức đó rồi ư? Xin giới thiệu với quý vị, đây là cô Soheran. Quá hay, quá tuyệt. Tiếp theo là giọt sương mai thực sự của chúng tôi. Tuy rất tiếc, nhưng gà sốt chua ngọt sẽ lên sân khấu thông báo giải nghệ với quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Hãy chào đón gà sốt chua ngọt. Ra rồi. Xin kính chào quý vị, tôi là gà sốt chua ngọt. Tôi rất tiếc, nhưng giờ đã đến lúc tôi phải từ biệt quý vị. Chúc quý vị... một buổi tối thật vui vẻ.
Con dâu Mai Gia kìa. Tôi cứ nghĩ là sẽ ổn. Tôi cứ nghĩ là sẽ không sao. Nhưng tôi đã lầm, ngày càng khó khăn hơn. Tôi cứ nghĩ mình tôi chịu đựng thì sẽ ổn. Hôm nay và ngày mai, tôi đều nghĩ đến người ấy, dù cho ngày tận thế tìm đến. Tôi yêu người ấy, tôi sẽ ở bên bảo vệ người ấy. Tôi vẫn nhớ. Tôi hâm mộ anh ấy lắm. Sao? Thấy mẹ trẻ con hâm mộ ca sĩ nên buồn cười à? Tên ca sĩ gì mà là gà sốt chua ngọt? Rắn chuông. Rắn chuông có sách dép cũng không theo kịp gà sốt chua ngọt của tôi đâu. Dám nói xấu gà sốt chua ngọt của tôi à? Tôi sẽ không để yên đâu. Vâng, cảm ơn quý vị. Tôi muốn cho một người thấy dáng vẻ của tôi tại đây nên đã mời cô ấy đến. Anh Jun Jae-min. Bảo có sẹo mà không có sẹo nào hết. Tôi xin chính thức ra mắt. Từ giờ phút này, gà sốt chua ngọt xin từ biệt quý vị. Tôi là Jun Jae-min.